Hai Họ bảo hai anh chị em được có gặp hai thế không? anh đó hả? Anh chị em được có. Của em á hả? Khai hết đi. Ừ. Nếu không rõ ràng thì em đi là nhân viên, không thì là nội trợ, không thì nội trợ tùy. Chị hai chị em đi là giáo viên.